Gì đây là đây cái trăm nè mọi người, đố mọi người đây là cái trăm gì. Đấy, nhà thầy là ở sát mặt đường nha mọi người. Đây đó mọi người, đây là trăm gì nè. Nay lần trước thầy thì có một cây trăm, có một nhà cần có một cây trăm nè. Đây là cái dừa bên của người ta chứ không phải của mình. Mọi người đây có biết là cây này là trong miền Nam là cây gì không mọi người? Đây đó mọi người, đây là cái gì? Ngôi nhà này đã được xây gần 11 năm rồi nha mọi người, nhưng mà nó bị xuống cấp hết rồi. Đây. Nó bị hư hết rồi mọi người ơi. Đây là cây phát tài, phát lộc. Đây hậu quả ngày hôm qua nè mọi người, ngày hôm qua cúng thí thực nó cháy, nó phật lên nó cháy quá trời luôn, cháy không ra gì hết. Đây nó cháy nè. Đây là cây mai đó. Đây là xung quanh của nhà thầy mọi người. Đây là cây mai đó, cây phát tài. Xung quanh nhà thầy thì nhiều cây phát tài lắm mọi người, cây phát tài nữa nè. Nhà thầy chỉ có như vậy thôi đó. Mọi người thấy cái bảng gì không đó? Chỉ có như đây thôi. Còn có mấy phương nó rảnh không? Ra là vô. Lo học đi. Ủa, sao thầy yêu cầu mà con gọi thầy không lên thầy? Đây là toàn bộ ngôi nhà nữa mọi người. Đây cho mọi người coi chiến phẩm ngày hôm qua nè. Trời ơi nó cháy nè, cháy không còn một cái gì luôn đó. Rồi thấy chưa, nó cháy mà không còn một mảnh luôn. Đây cửa hàng rào mọi người ơi, hiện tại thì thầy đang muốn có một cái hàng rào để rào lại cho nó chắc ăn. Mọi người hỗ trợ cho thầy cái làm bằng cửa sắt nha mọi người. Đây là ngoài đường, nhà thầy là nằm ngay đường lộ, bên kia là cái nhà thờ, bên kia là nhà thờ. Đấy. Nhà thầy thì chỉ có chiều dài thôi, chiều ngang không có bao nhiêu hết mọi người. Rồi. Như là Phật chúc mọi người có một buổi sáng thật là vui vẻ an lạc nhé. Xin chào mọi người.